năm giới trọng của người cư sĩ một không sát sanh từ con người cho chí các loại côn trùng nhỏ lớn người phật tử cũng không nên giết hại không nên xuôi bảo người khác giết hại không nên thấy người khác giết hại mà vui theo hai không trộm cắp tiền bạc châu báu ngọc ngà thức ăn vật uống nhân dân của người nếu người không cho thì không được tự nhiên lấy nếu lấy thành trộm cướp ba không tà dâm người phật tử còn tại gia không được lén lút không được làm việc tà bậy khiến gia đình tan nát bốn không nói dối phải thành thật chuyện có nói có chuyện không nói không nói dối có lợi cho người còn chẳng nói huống là nói dối có lợi cho mình mang hại cho người khác cũng như nói dối có lợi cho phật pháp còn chẳng nói Huống là nói dối làm mất uy tín Phật Pháp Người Phật tử tại gia không được nói lời hung dữ, độc ác Không được nói lời chia rẽ Không được nói lời phù phiếm vô nghĩa Năm, không uống rượu Không được uống các thứ rượu mạnh, nhẹ Không nên hút thuốc lá, thuốc lào Và các thứ nghiện ngập khác Như trà, cà phê, trầu cao, dân dân